việc một ngôi chùa lớn không có lễ Bồ Tát định kỳ. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân, mà một trong số đó đó là bản thân ngôi chùa đó không có vị nào tụng được Patimokkha. Quý vị nghĩ cái chuyện mà tụng Patimokkha nó dễ, lôi ra tụng đi rồi biết. Lôi ra tụng đi rồi biết. Cầm bổn á, cầm bổn á, tụng á, mà nó còn có khi là mình tụng không nổi, chứ đừng có nói. Cái chuyện mà tụng Patimokkha nó không có đơn giản đâu. Thành ra nếu như mà chùa mình chỉ đơn giản là ngôi chùa đó không có vị nào tụng được á, tại vì như sư nói cái việc tụng Patimokkha nó không đơn giản. Nếu như mà chùa không có vị nào tụng được á, thì nếu như mình không làm thì ai làm? Thì lấy ra học đi, lấy ra tập tụng đi, lấy ra tập tụng đi. Bây giờ quý vị mới là sa di thì chưa có được tụng đâu, nhưng mà lấy ra tập đi. Bây giờ còn sa di thì còn nhiều thời gian rảnh, lấy ra tập đi. Học thuộc càng tốt, nhưng mà trước mắt á, là tụng cho nó trôi đi. Tụng cho nó trôi đi, rồi thì khi nào mà quý vị lên làm tỳ kheo á, thì có thể đệ trình, có thể thỉnh chư tăng là cho mình tụng Patimokkha. Chỉ khi nào á, trường hợp mà chùa có vị tụng được nha, có vị tụng được mà không cho tụng, thì cái ngôi tự viện đó mới là có vấn đề ha. Thì khi đó mình chỉ đơn giản là mình kiếm cái chỗ khác thôi.